Bật lửa Zippo 49.287 ly Sabacker. Hộp quẹt Zippo 49.287 chủ đề thế giới động vật hoang dã của nhà danh họa nổi tiếng Lisa Parker nổi tiếng thế giới. Gà màu đen tôn thêm sự huyền bí, quyền lực, lớp sơn bao phủ mượt mà, cho cảm giác cầm nắm thích tay. 49.287 sẽ giúp chủ nhân khẳng định cá tính mạnh mẽ, nổi bật mỗi khi xuất hiện. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Lisa Parker là một nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới chuyên vẽ về động vật hoang dã với những nét vẽ kỳ diệu. Nghệ thuật mê hoặc này được thể hiện qua sự trung thành giữa những con thú thần thoại như rồng, kỳ lân và sói dữ. Thiết kế này bao phủ một cách liền mạch toàn bộ chiếc bật lửa Hyperlite Black bằng quy trình photo Image 360, tạo hiệu ứng nhìn 3D. Khả năng đi gió mọi thời điểm. Với khoảng 90 năm hình thành và phát triển, Zippo chưa bao giờ làm người chơi thất vọng. Hãng luôn cải tiến sản phẩm cả về ngoại hình lẫn chất lượng. 49.287 thuộc dòng Zippo Classic, được thiết kế ruột thép không gỉ, tương thích với vỏ ngoài, hạn chế tình trạng bay sang tự nhiên. Buồng đốt đời mới thiết kế 2/3 ruột, chắn gió tốt trong mọi điều kiện. Các lỗ tròn phân bố đều hai bên, luôn cung cấp đủ oxy cho bật lửa. Bấc, tim là bốc bột được quấn đồng dẫn nhiên liệu nhanh, cho ngọn lửa cháy sáng ngay cả trước quạt gió. Ưu điểm của bấc là ít để lại bụi than, tăng trải nghiệm liên tục cho người chơi. Bản lề chắc chắn với năm chấu bền bỉ suốt quá trình sử dụng, mọi chi tiết được hãng gia công hoàn hảo, cho độ bền tối đa. Một điểm cộng lớn cho em Zippo này là tiếng click trong và ngân vang phía sau nghe rất vui tai, còn tiếng láp thì mạnh mẽ, dứt khoát. Zippo tiện lợi sử dụng hàng ngày. Kích thước nhỏ nhắn, dễ dàng thao tác bằng một tay. Zippo có một đáy lõm, cũng được phủ lớp đen huyền bí tạo tổng thể đồng nhất. Năm sản xuất là ngẫu nhiên tùy thuộc vào thời điểm đặt hàng, quý khách lưu ý. Tháng sản xuất sẽ được ký hiệu theo chữ cái in hoa TA, TL tương ứng tháng 1 đến tháng 12. Zippo được đóng gói trong hộp giấy dạng quà tặng, kèm hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn. Để có hiệu suất tối ưu, hãy đổ đầy nhiên liệu bật lửa Zippo. Ngoài ra, bên dưới Zippo được đặt tấm gương mỏng, phản chiếu mọi chi tiết mặt hông, càng tôn lên sự đẳng cấp, giúp người chơi quan sát ngay từ khi mở nắp. Ambe cam kết cung cấp Zippo chính hãng Mỹ 100%. Nói không hàng lỗi, hàng fake, anh em lưu ý trong quá trình so sánh. Nếu yêu thích chiếc bật lửa 49.287 này, có thể đặt hàng qua website Ambe hoặc liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tư vấn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.